Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Orico. Tham gia dự án mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu nhé. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm bắt đầu cho mình nhé. Dự án này mọi người sẽ nhận được là 12 tỷ token Orico. Ok, bấm bắt bấm đầu tiên mọi người sẽ bấm vào join vào kênh Twitter này, follow Twitter, like và retweet ở kênh Twitter cho mình nhé. Bấm theo dõi Twitter cho mình này. Rồi sau đây kéo xuống phần dưới phần mọi người sẽ follow, like và retweet, bấm thích này, retweet là kênh Twitter. Ok, dự án này nhìn cũng ok hết. Rồi, bây giờ quay trở lại bot này. Tiếp tục join vào kênh channel và kênh group của Telegram. Bấm tham gia cho mình. Ok, quay trở lại. Bấm vào group này. Bấm tham gia. Rồi quay trở lại này, bấm vào check cho mình nhé. Ok, bấm join AirDot. Ở đây nó sẽ có các nhiệm vụ thêm này, nhiệm vụ vote ở trên coin speed này, sau đấy là follow Twitter này, follow Medium thì mọi người bấm là luôn cho mình nhé. Mở lên này, rồi kéo xuống dưới này, mọi người sẽ đăng nhập vào cho mình nhé. Ở đây mọi sẽ đăng nhập vào này. Ở đây có phần đăng ký, nếu như ai chưa có tài khoản mọi bấm đăng ký nhé. Còn anh em có tài khoản rồi thì mọi bấm vào login cho mình. Rồi sau đây kéo xuống dưới này, ở đây mọi sẽ nhập mã captcha, tôi không phải là người máy, sau đấy bấm vào vote cho mình nhé. Rồi bấm vote cho mình. Ok, đã xong. Bây giờ quay trở lại bot. Mọi người sẽ follow kênh Medium cho mình nhé. Ở đây nó bảo có nhiệm vụ follow kênh Medium nữa thì mọi người follow cho mình luôn này. Ở đây follow kênh Medium. Mở Medium lên mọi người follow cho mình nhé. Ok, bấm follow này. Rồi quay trở lại bot này, mọi sẽ bấm vào full mid cho mình. Ở đây nhập username nhé, mọi người sẽ nhập username của mọi người nhé, không phải username của mình đâu nhé. Rồi tiếp theo copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy mới paste vào đây cho mình nhé. Rồi ok, tiếp đến ở đây mọi người sẽ vote coin, đúng không ạ, đã bấm đôn rồi. Địa chỉ ví mọi người xem, địa chỉ ví ở BSC, ở Tupolev hoặc MetaMask cho mình nhé. Bấm vào sao chép địa chỉ ví, ở đây địa chỉ ví mọi người copy địa chỉ ví BSC cho mình, sao chép địa chỉ ví. Ok, quay trở lại đây, gửi vào đây. Ok, ở đây nó hỏi là mọi người đã copy join vào kênh Medium chưa. Nếu join rồi thì mọi người bấm vào Medium cho mình này, sau đây bấm vào phần ba gạch cho mình nhé. Sau khi bấm vào ba gạch thì mọi sẽ bấm vào phần hồ sơ, mà của mình nó kém đây, bấm vào phần avatar nhé. Sau đây bấm vào phần username này. Rồi sau đây bấm vào ba gạch cho mình, bấm vào chữ sao chép liên kết. Ok, sau khi sao chép liên kết thì mọi người sẽ vào bot, trở lại bot này. Mọi người username vào đây cho mình nhé, sai mình vẫn chưa sao chép được.
Do cái mạng của mình chắc mình không được. Vẫn không được mọi người nhé. Thôi ok, mình hiểu rồi. Mình sẽ sao chép ở đây. Ok, đấy, sau khi mọi người sẽ nhập nhập username vào đây rồi thôi. Nhập profiling kênh kênh Medium ấy, đấy. Dán vào đấy được. Tiếp theo. Ở đây nó hỏi là như vậy là xong rồi mọi người nhé. Bấm vào buy lên một cho số dư này. Ở đây mọi sẽ nhận được là 12 tỷ token Oreo này á, Oreco. Refundable link mọi người sẽ có link rất mình chia sẻ mọi người. Bấm vào withdraw mà kiểm tra khi nào mọi người sẽ rút tiền. Mùng 1 tháng 9 mọi người sẽ rút được tiền mọi người nhé. Đấy. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án Oreco nhé mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Và đừng quên cho mình chút like, nút đăng ký kênh của mình nhé.